Thở ra hít sâu tiếp luôn. Đừng có chút. Đi hai cái khuỷu tay xuống dưới bàn. Nào. Để ra đi, ra đi. Đúng rồi. Tớp. Không được. Cháu không chịu được. Nào, một hơi nữa thôi, nửa đầu rồi. Cố lên. Đúng. Nào, bây giờ dặn đi. Đúng rồi, bỏ cái hơi này ra nhá. Nào đừng bận mặt người anh từ từ. Đừng lên mông đi. Thôi, không từ từ nữa. Ngậm miệng ra. Mông phải lên. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Đừng đúng rồi. Dài hơi ra đi. Dài đi. Mẹ nhìn bé cười một cái nữa, cười nhá.